Chào mọi người, hôm nay cho em xin chia sẻ món mắm rút chai pha ke. Nguyên liệu thì đơn giản và dễ tìm. Đậu hũ thì có nhiều protein, miso thì rất tốt cho sức khỏe. Đầu tiên thì mọi người quấn giấy thấm dầu quanh tàu hũ rồi bỏ vào lò quay khoảng 2 phút. Bắt đầu băm xả, tỏi, ớt để riêng ra một bên. Tàu hũ sau khi mình lấy từ lò ra để nguội, rồi mình bỏ ra dĩa. Mình nghiền cho nhuyễn như vậy nè. Xong rồi mình mới nêm gia vị vào và trộn đều lên. Sau đó mình cho miso ra chén. Em dùng khoảng 200g miso, khoảng 7 muỗng ăn canh và một ít nước cho lỏng, rồi pha thêm đường và hạt nêm. Sau đó quậy cho tan đường và hạt nêm ra, rồi nếm lại, thấy mặn mặn ngọt ngọt là vừa. Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu xong thì mình cho một ít dầu vào chảo và cho tỏi vào xào cho thơm. Xào một lúc thì tỏi đã dậy mùi thơm, mình cho tiếp tục xả và ớt vào xào. Xào đến khi nó ngả màu vàng nhạt thì cho phần đậu hũ vào xào. Khi mà xào đậu hũ thì mình nhớ xào cho nó thật là khô, như vậy thì ăn sẽ được lâu hơn. Khi mà đậu hũ đã khô rồi thì mình cho phần miso còn lại vào xào. Khi mà xào miso thì nên cho lửa nhỏ, không nó sẽ ra văng rất là nhiều. Đến cái bước này thì mình nếm lại coi có vừa miệng hay không. Sau đó mình xào thêm một lúc nữa cho nó thật là khô. Mọi người thích lỏng thì có thể để cho nó lỏng lỏng ăn cũng ngon. Như vậy là đã xong rồi đó. Mọi người ăn với cơm trắng thì rất là hao cơm luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.